No, SK's pick. We did just witness them crumble in that second half. Do we see a third, gentlemen? Yeah, let's go. Yeah. Let's go three. I'm taking us to a third map. I think we're going to see it. It would be such a sour taste in SK's mouth if they start this best of three, start this tournament on home soil off with a loss to the curveball that is Space Soldiers. Your casters are ready. Henry G and Sedekist going to be jumping in. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả map hero thứ hai, map pick của SK của mình. Bot có mạng của Kalik, tuy nhiên thì Sandret đổi mạng rất nhanh như vừa rồi. 4v4, Sandret đang muốn solo em với cả vị trí của cầu Zera, rất tự tin, và ngay lập tức thì cầu Zera bắn cho Sandret hiểu luôn tiếng Brazil rồi. Lợi thế hơn người cho SK của mình. Tuy nhiên thì ở trong một cái round pitstorm như thế này thì 1v2 hay là 1v3 nó cũng không phải là quá nhiều vấn đề. Đẩy thẳng với cuộc tỷ bày, đó là vị trí của Major. Trong đó thì Pat vẫn đang rất cẩn thận khi mà giữ lại cuộc middle. Bom được mang về B rồi. Nghìn sẽ là key player trong tình huống này. Đang có tới hai lửa, vị trí của Kozera và Fallen. Khả năng cao sẽ là một lửa trong vực Method và một lửa tối hay chăng đây. Rồi thì sao đây, Nghìn chủ động quay mặt. Vậy là lửa contraction. Và rồi thì Nghìn đang bị quay. Nghìn headshot được Stewie. Và rồi thì Nghìn còn 31 máu. Một tiếng bắn tay rất to của Nghìn. Trong khi đó thì Major cũng có mạng cầu gì là double kill cho Major. Fallen đổi được một mạng của Nghìn. Bây giờ thì Fallen sẽ làm được gì đây? Fallen chỉ có 31 máu thôi. Và vấn đề là Fallen không có giáp. Và Fallen bị gục bởi Pat. Vâng, lại một lần nữa thì SK cái mình bắn vai đài. Có thể nói là vừa rồi là một tình huống 4v1 ở khu vực bom sai B của SK Gaming. Tuy nhiên thì bây giờ đã có một pha rotate về từ chuối là rất hay, và vừa rồi thì có vẻ như là không có một ai kê chuối của bên phía SK Gaming cả. Và giờ chúng ta sẽ đến với round thứ hai. Một lần nữa thì SK Gaming lại quyết định full bài ngay ở round thứ hai khi mà họ đặt được bom. Vâng, ở map thi đấu đầu tiên Cà Tre thì họ đã thành công với cái quyết định này của mình. Nhưng vấn đề là làm được một lần không có nghĩa là làm được mãi. Và khả năng cao là SK Gaming sẽ phải trả giá ở trong round đấu này thôi. Fallen chủ động lên một khẩu P250 không giáp để có thể full bom. 3 smoke set được full bài bom sai A. Nhưng với những cái khẩu lục như thế này thì vào sai nó sẽ không phải là quá dễ dàng cho SK. Trong khi đó là Space Soldier. Santaret là người ép chuối gần. Trong khi đó thì bây giờ vẫn giữ ở trong side. Những tình huống di chuyển khá thiếu logic tới từ Space Soldier. Có thể là họ muốn fake nếu như Santaret chết. Thì vẫn còn một người trong bom side B. Nhưng nó thật sự là không hợp lý. Thà ép hai người ra đổi mạng nó còn hợp lý hơn rất nhiều. So với việc là một người ép và một người bait ở trong side. Vâng, và giờ thì Santaret có một mạng Stewie rồi. Double kill cho Santaret. Quả flash trả ra là rất chất lượng. Và giờ thì Fur bị bắn yếu. Nhưng thì Fur vẫn có mạng của Santaret thì đúng rồi. Và giờ thì sao đây? Vâng, Fur không check kỹ. Fur nằm xuống phải mấy giờ. Tiếp theo thì sao? Vâng, đang rotate về tới 4-3 người nữa về B rồi. Và cuối cùng thì Nghìn kết thúc đầu đấu với double kill. 2-0 dành cho Space Thunder. Vâng, rõ ràng thì SK Gaming đã phải trả giá với quyết định full buy của mình. Vâng, nên eco để có mình 5 khẩu AK nó sẽ dễ dàng bắn hơn rất nhiều. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì mà SK Gaming thời gian gần đây lại rất thích buy ngay ở trong round thứ hai khi mà họ đạt được bom. Một tình huống bắn đúng theo kiểu là 5 ăn 5 thua. Giờ thì sao đây? Một round full eco. Duy nhất Fallen là người có một khẩu P250. Trong khi đó thì ép luôn khu vực T-Bay rồi, trả ra một lửa. Bây giờ thì Major có mạng của câu Zera. Còn đó là vị trí của Fallen ở dưới khu vực cống. Chỉ với một khẩu P250 thôi. Bây giờ thì Fallen. Vâng, Fallen bị headshot bởi Major. Một điều bắn tốt của Fallen khi mà kịp headshot Major. Nhưng rất tiếc đó là chỉ là một khẩu P250 thôi. Và cuối cùng thì Pat kết thúc là đấu với double kill và đem về round thắng thứ 3 cho Space Soldier.
3-0 rồi. Và giờ thì sẽ là một key round dành cho SK Gaming. 4 AK và 1 Gali. Poland vẫn khá là biết hy sinh về vì những người đồng đội của mình. Một tình huống lên Gali để có thể có đầy đủ bom mìn hơn. Trong khi đó để ép chuối gần rồi, vị trí của Major. Một tình huống bắn 3 bom sai B ở thời điểm đầu để chiếm chuối. Rất hợp lý thôi. Bây giờ thì Phơ. Vâng, Phơ không check đằng sau. Bây giờ thì Phơ cùng với bồn mỗi người có một mạng rồi. Bây giờ chỉ còn một mình nhìn được một middle rồi. Nhảy lầu sẽ là một quyết định hợp lý. Stewie cũng có mạng ở bây giờ. Tiếp theo thì cầu Zira headshot nghìn thành công. Và đây sẽ là thắng đầu tiên của SK Gaming thôi. Santos vẫn đang có những tiếng hầu ở trong khu vực bom site B. Trong khi đó Stewie cũng đã kê ở khu vực T bay rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là SK Gaming có muốn bắt cái khẩu M4 của Santos hay không đây. Số tiền còn lại của SK cũng là không quá nhiều. Nên là mình nghĩ rằng là SK Gaming sẽ không có một round đấu đi bắt súng. Nó sẽ thiếu hợp lý. Thật ra thì đây cũng là một map thi đấu mà SK Gaming bắn cũng không phải là quá tốt. Cũng có thể nói là SK Gaming bắn tệ ở map thi đấu này. Mà nó tệ nhất là bên phía CD Side anh em ạ. Và tí nữa thôi thì chúng ta sẽ lại cùng được xem SK Gaming tấu hài ở map thi đấu này một lần nữa ở bên phía CD Side. Mặc dù là từ khi mà Stewie về với cả SK Gaming thì SK đã bắn ở cái map thi đấu Inferno này nó gọi là đỡ hơn khá là nhiều rồi, nhưng nó vẫn là khá tệ thật sự là như vậy so với cả các cái team bắn Inferno tốt ở thời điểm hiện tại, ví dụ như là Liquid hoặc là Astralis. Bây giờ vừa có một tiếng dập lửa không thành công, bây giờ thì thêm một flash được trả ra, một quả smoke one way dành cho bây giờ. Rồi thì bây giờ khả năng cao sẽ có cho mình một mạng. Vâng, sẽ làm gì đây? Lửa được trả ra. Có nết đầy rồi. Một quả nết vào gốc cây và câu Zera mất ngay cho mình nửa máu. Một điều chọn vị trí hơi thiếu thông minh tới từ câu Zera. Rõ ràng là nếu câu Zera vừa rồi mà đối đầu với cả Astralis thì chắc chắn 100% là câu Zera sẽ bay trong tình huống vừa rồi. Nhưng rất may đây chỉ là Space Soldier thôi. Bây giờ thì Bon đang muốn có một tiếng bò khu vực lầu A. Tuy nhiên thì Kalik cũng chọn một vị trí đứng rất nhiều não. Thêm một nết nữa được trả vào. Bây giờ thì sao đây? Bon bị mất cho mình 15 máu với quả nết rồi. Santaret chủ động cương skill khu vực nhà đen Boiler. Bây giờ thì bắt đầu lên mid ở 40 giây. Một tiếng lên mid chay và ngay lập tức có những quả flash được trả ra tới được Space Soldier là rất khó chịu. 3-5 vs 5. Tuy nhiên thì Pat lại làm cái gì kia. Rất may là bây giờ vừa có mạng Stewie trong vụ bom say B. Nhưng vấn đề bây giờ là SK Gaming đang muốn lên mid trong tình huống này. Vâng, flash được trả ra tới đến Santaret. Và giờ thì Santaret có một mạng double kill cho Santaret rồi. Và giờ thì bot nằm xuống bởi Kalik. Chỉ còn một mình câu Zera ở trong quả smoke one way này thôi. Tham còn 11 giây và bom cũng đã rơi rồi. Và giờ thì câu Zera có mạng Kalik thành công. Có đẩy vào hay không đây? Giờ thì double kill cho câu Zera. Liệu có triple kill hay không? Không có triple kill. Đối đầu với Santaret thì nó lại khác ngay. 4-1 dành cho Space Soldier rồi. Một tình huống trả flash ra và pick người là rất hay tới từ Santaret. Bốn một rồi, khả năng cao là SK Gaming sẽ gặp tai nạn ở map thi đấu này mất. SK bắn CD Side ở map thi đấu này thật sự là tệ. Tí nữa thì anh em sẽ được xem thôi. Và đây là một round đấu mà chủ động cương lầu tới được vị trí Major và một mạng ở trong Major rồi. Set full bài bom xe A. Kalik có double kill trước khi nằm xuống với Fallen. Và giờ thì Pat. Vâng, chưa có mạng này cho Pat như hôm vừa rồi. Và giờ thì Pat còn một lửa nữa. Lửa được trả lên. Và giờ thì Fallen khả năng cao sẽ nằm rồi. Mạng dành cho Santaret trước khi nằm xuống với câu Zera. Và giờ thì Pat vẫn chưa hề pick được người.
Pat đang bắn khá phế ở khu vực middle. Giờ thì lửa trả vào, Pat sẽ nằm thì hướng này thôi. Vâng, ui, vâng, vậy là nghìn có một tiếng backup thành công ở khu vực T-Bay đẩy ra. Tuy nhiên thì Pat cũng đã bịa gục bởi quả lửa của Kozera rồi. Đây là một tình huống bắn cực kỳ tốt của Kalik, nhưng không hiểu vì lý do gì thì Pat lại quyết định trốn và không ra bắn cùng với Kalik trong tình huống vừa rồi. Vâng, rõ ràng là thí người rất tốt tới được vị trí của Pat. Vừa rồi mà Pat nó lắc ra nó bắn cùng với cả thằng Kalik thì có lẽ là SK Gaming lên mid 5 người của đấy cũng nằm xuống hết. Vâng, một round Funico dành cho SK Gaming rồi. Lại một lần nữa thì Nghìn quyết định lùi về khu vực nghĩa địa để có thể pop flash cho người đồng đội Santares của mình pick người. Lần này thì Santares được luân chuyển về khu vực bomb site B. Vâng, vậy là Pat vừa headshot được Fer chứ nằm xuống bởi Stewie, và giờ thì Kalik đổi cho mình hai mạng chứ khi bịa gục bảy câu rồi. Giờ thì sao đây, Nghìn có mạng của Fallen, tuy nhiên thì bomb site A clear. Rất đen của câu Zera là tình huống này thì câu chỉ có cho mình một khẩu UMP rồi. Tuy nhiên thì vẫn có cho mình một quả lửa. Và giờ thì Kozera quyết định bắn cho mình khẩu Deagle tình huống này. Rồi thì sao đây? Vâng, Kozera nhá rất khó chịu. Kozera bị headshot rồi. Và giờ thì Kozera có mạng Santaret. Double kill cho Kozera. Tình huống clutch thành công, tỏa sáng cá nhân. Và đem về là thằng thứ hai cho SK cái mình. Kozera vẫn luôn là một player có thể tin cậy được dành cho SK cái mình. Thật ra thì mọi player của SK Gaming ở thời điểm hiện tại bắn vẫn là tốt. Nhưng vấn đề của họ bây giờ chỉ là cái tactic của SK gần như nó đã là kiểu nó quá là cứng nhắc và nó quá là cổ hủ rồi. Nó không còn áp dụng được, nó áp dụng không được hiệu quả cái thời điểm hiện tại nữa. Một tình huống thua một round đấu Fudico hơi khó tin dành cho Space Raider. Khi đối đầu với các top team như kiểu SK Gaming như thế này thì Space Raider họ không được phép mắc những cái sai lầm như vừa rồi. Vừa rồi thì ngay lập tức Space Raider họ phải trả giá bằng một round đấu Fudico. Stack 4 người trong vực bom site B. Pat bị yếu máu rồi. Một tình huống đẩy khu vực áp của Pat và có vẻ như là Pat đã bị bắn yếu. Trong khi đó SK Gaming cũng sẽ là khá dễ dàng để thi đấu ở trong round đấu này thôi. Set full bài bomb site B. Ông như ta có thể thấy là những cái tactic của SK nó cũng khá là đơn giản và cổ hủ thôi. Set full bài rồi, nhưng vấn đề là có vào hay không. Vâng, thêm một flash được trả ra. Và giờ thì thêm một flash nữa, Stewie đang là người đi đầu điều này. Flash trả ra là tốt và Pat có một mạng như nằm xuống với Fallen. Câu thế là có một kill rồi. Bây giờ chỉ còn một mình Kalik ở trong một contract thôi. Bây giờ thì Kalik, còn Kalik bị ảo gục bởi Câu Zera. Và đó là triple kill cho Câu Zera trong round đấu vừa rồi. 5-3 dành cho Space Rider. Năm ba rồi. Và giờ Space Rider sẽ lại bắn ba chuối ở thời điểm đầu để có thể chiếm được khu vực banana. Vâng, một lửa xa, lửa gần đâu? Lửa gần đâu? Vâng, bây giờ thì Santaret hạ cùng thành ông Fallen, một tiếng bắn ọp trượt hơi khó tin tới được Fallen. Bây giờ thì Ned trả ra, Santaret mất cho mình nửa máu rồi. Bây giờ thì sao đây, thêm một smoke nữa được trả vào. Tới thì bây giờ Stewie đang muốn bỏ trượt. Bây giờ thì sao, Stewie bị out bởi Santaret. Và Nghìn cũng có mạng của Bone với một quả nết. Pat kết thúc được phờ rồi. Bây giờ thì chỉ còn một mình câu Zera thôi. SK cái mình vừa rồi đã quá cố gắng để chiếm được vực chuối với cả Space Rider. Và rõ ràng là bên phía T-side họ thiệt hơn rất nhiều. Hơi di chuyển vừa rồi thật sự là lỗi của SK Gaming. Vâng, nếu như là Astralis trong tình huống vừa rồi
thì Astralis sẽ xử lý như thế này. Đây để mình đọc cho anh em. Đó là Astralis thì kệ cụ bọn mày, chúng mày thích làm theo thì chuối thì làm. Và sau đó thì bọn tao sẽ trả một cái quả smoke lên đầu chuối. Đấy, và sau đó chúng mày hết bom thì bố mày lên, thế thôi. Có cái gì mà phải khổ. Lúc đầu nó đi 3 chuối, nó ném 1 tỷ quả lửa với 1 tỷ quả nết ra thì chiếm thế đéo đâu được mà cứ cố. Đây cứ cố đấm ăn xôi. Thế là nó đấm luôn cho vào mồm với chữ ăn xôi à. Ăn xôi với chúng tôi à. 6-3 rồi. Bây giờ là một tình huống kê ngắm trực diện. Tình huống đọc tiền khá tốt tới bây giờ. Khi mà biết rằng SK cái mình sẽ không đủ tiền để có thể lên ngắm. Nhưng mà nó đi đẩy luôn second mid. Có hơi tự tin hay không đây? Lần này thì SK mình đã hợp lý hơn khá nhiều so với những tình huống di chuyển vừa rồi rồi. Họ để cho Space Soldier chiếm chuối thời điểm đầu và sau đó thì họ mới chiếm ngược lại. Chứ không cố gắng như nào đấu trước nữa. Bây giờ thì người solo B đang là vị trí của bây giờ với một khẩu ngắm. Bây giờ thì phải gọi thêm cả Nghìn về nữa rồi. Bom được mang về à. Bây giờ chúng ta cùng xem SK Gaming sẽ di chuyển như nào. Ui, băng sàn Tarek có double kill của mid đồ với một tình huống pre-fire trong smoke rất ảo diệu luôn. Và khó cho SK Gaming trong round này rồi. 47 giây, Kalik đang có vị trí đứng đẹp. 3 bom xe ở thời điểm hiện tại sẽ là quá khó để SK Gaming có thể làm được một điều gì đó. Bây giờ thì sao đây? Băng sàn Tarek bị cấu máu rồi, tuy nhiên thì sàn Tarek vẫn còn đồ. Vẫn còn rất nhiều đồ dành cho sàn Tarek. Rồi thì Kalik trả ra một quả gì đó, đó là quả flash thì phải. Rồi thì Kalik, ui, Kalik có đâm kill câu ra đổi được một mạng. Nhưng giờ thì sao đây, vâng câu ra cũng có thì mình triple kill trong cuộc bom sai à. Tuy nhiên thì bom đã rơi rồi. Rồi thì câu ra vẫn đang cố gắng tìm một cái gì đó. Vâng làm gì còn nữa mà tìm hả anh ơi. Vâng anh ơi, anh làm gì đấy anh ơi. Ui dồi ôi, hết time rồi. Vâng, vậy là hết time rồi. Bây giờ thì 4 giây, không kịp, quả bom này đặt là không kịp, quả bom này đặt là không kịp và Nghìn đẩy vào và kết thúc câu dây là thành công và đem về đào thắng thứ 7 cho Space Raider. Vâng, Santaret cùng với cả chủ Kalik đã bắn cực kỳ tốt khu vực middle cùng với Pit rồi. Câu dây là đã đổi lại được 3 nhưng như vậy là chưa đủ khi mà 4 player còn lại đã không làm được cái điều gì cho SK cái mình như vừa rồi cả. Đây là một tiếng spray control thật sự là tốt tới từ SK, à tới từ Kozera. Vâng, rõ ràng thì làm 3 là không đủ rồi. Bây giờ thì SK Gaming lại quyết định full buy luôn. Vâng, hình như bây giờ là cái tactic của SK Gaming là cứ đặt được bom là bố mày full buy. Hay thế nhở. Cứ đặt được bom là phải full buy. Không biết, không cần biết có đủ tiền hay không. Kể cả là up cố. Vâng, round đấu này thì SK đang bắn cho mình tới 2 khẩu Mark 10 và 1 CZ-75. Chỉ có 2 rifle vị trí của Fur và Kozera thôi. Vâng, vừa nãy thì full súng. Vâng, toàn AK còn không ăn ai. Và bây giờ thì lại là những khẩu SMG. SK Gaming đang muốn nhảy lầu rồi. Ui dồi ôi, một quả nét thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh luôn. Một quả nết cực kỳ hay tới chủ Kalik, nó chuẩn tham binh đến từng giây một. Và giờ thì có vẻ như SK Gaming vẫn đang giữ, vẫn đang muốn giữ cái quyết định nhảy lầu của mình. Bot đang là người cầm bom và bot sẽ là người đi đầu như thế này. Thêm một lửa nữa được trả vào. Có vẻ như Space Raider biết rồi. Giờ thì sao đây? Còn Kozera sẽ đối đầu với Santaret trong điều này. Kozera headshot Santaret thành công rồi. Bắn vẫn là khét tới từ Kozera. Bây giờ thì Kalik sẽ là key player. Một mạng của Kalik. Kozera có đâm kill rồi. Bây giờ thì Kalik đang nhá rất nhiều. Nhá double kill cho Kalik. Bây giờ thì Kalik chỉ cần không chết thôi là được. Pit có người. Giờ thì Kalik bị gục bởi Foilen và tình huống đang là 2v2. Ở đi đâu? Ôi giời, ở đi đâu đây? Vâng, nhảy qua ngây thơ vô số tội tới đến Fallen. Và giờ thì Kozera đang muốn bắt Nghìn. Nhưng Nghìn rất tỉnh táo trong tình huống này. Và Nghìn headshot Kozera. Và tỷ số là 8-3 dành cho Space Raider.
một round đấu mà thật sự là Kalix đã bắn tốt, nhưng cũng phải kể đến đó là một tình huống mà Fallen đã di chuyển hơi ngây thơ. Có lẽ là Fallen đã nghĩ rằng Bonsai B chưa thể bách về khu boiler nhanh như vậy được. Hơi đen cho Fallen trong tình huống vừa rồi. Và giờ thì Space Rider lại có cho mình một round full eco của SK Gaming. Nét trả ra, Stevie mất nửa máu thêm một nét nữa. Và Stevie còn cho mình 56 máu, bắn trượt ngắm tới từ bây giờ. Và giờ thì có quyết định chiếm chuối hay không? Một mạng cho bây giờ rồi. Thí sinh tiếp theo khả năng cao là Stevie trong tình huống này. Santaret đang có một tình huống back up với khẩu M4. Một lửa, ui giời ơi, độc ác thế. Ui giời ơi, mấy thằng Thổ Nhĩ Kỳ này. Mấy thằng Thổ Nhĩ Kỳ này độc ác thật. Nó đã đứng ở đấy rồi, nó có bắn ai đâu mà cũng ném cho nó quả lửa vào. Bây giờ thì câu Zera headshot Kalix thành công. Bắt bắn yếu là một người, double kill cho câu Zera. Bây giờ thì bom xe chỉ còn một mình với chỉ một nghìn thôi. Triple kill cho câu Zera. Một khẩu Dingo clear bom xe được không? Nhờn với cậu này. Bây giờ thì Fer đang thèm khát một khẩu AK. Vị trí của Fer thật sự đang là rất đẹp vào thời điểm hiện tại. Fake thêm một lửa để Fer có thể bait được. Tuy nhiên thì Santaret đã lộ tiếng rồi. Bây giờ thì khả năng cao là Santaret sẽ nằm rồi. Và ngay lập tức thì Santaret bị gục bởi Fer. Bây giờ nên xếp súng. Số tiền còn lại ở Space Rider cũng không phải là quá nhiều nữa rồi. Tỷ số sẽ là 8-4. Và bây giờ giữ được cho mình một ngắm. Round đấu sau thì số tiền còn lại của bây giờ có thể drop được một M4. Giờ thì sao đây? Bây giờ headshot bot thành công. Yếu tiền tới thì SK cái mình rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống bắn Dingo cực kỳ hay của S của Kozera. Rất tin tay luôn. Vâng, vậy là Space Rider quyết định up cố ở trong round tiếp theo. 2 M4, 1 OP và 2 UMP. Lần này thì Santaret lại được di chuyển với khu bom xe A rồi. Santaret đang có cái phạm vi di chuyển là khá rộng ở map điều này. Có vẻ như là Space Rider họ bắn theo Spore và bắn theo súng. Bây giờ có ngắm thì sẽ là bắn B. Trong khi đó thì Santaret sẽ có phạm vi di chuyển rộng hơn so với những người đồng đội của anh. Và bây giờ thì bây giờ có bị gục bởi Stewie rồi. Một tình huống pop flash rất khó chịu tới từ SK Gaming. Nhặt được một khẩu ngắm. Bây giờ thì SK Gaming đang có lợi thế khá lớn, 5v4. Mất khẩu ngắm cực kỳ quan trọng vào tay của Stewie rồi. Giờ thì bom được mang ngược về A trong tình huống này. Trong khi đó thì có vẻ như là Space Rider họ muốn bắt bài. Họ bách về 3 bom xay B rồi. Vấn đề là SK mình lại lên mid. Rất hợp lý luôn. Một điều set full bài bom xay A. Space Rider quyết định đánh lô trong round đấu này. 35 giây tràn mid rồi. Không có một dấu hiệu đáp trả gì cả. Có lẽ là SK mình cũng sẽ biết trong tình huống này rồi. Lửa được trả vào thư viện thêm một smoke nữa. Stevie đang là người đi đầu. Tỷ số sẽ là 8-5 rồi. Space Rider cũng đang bắn, có thể nói là cũng không quá tốt. Bên phía Seaside map điều này vừa rồi là một tình huống khá tai hại của bây giờ. Trong khi đó thì không, mình nghĩ là cái tình huống mà 4v5 không cần thiết phải đánh lô tới từ Space Rider vẫn có thể bắn được. Nhưng có vẻ như là Space Rider họ thích những cái tình huống như vậy hơn, những thích những tình huống bắt bài hơn. 20 frag vị trí của câu Zera mà mới chỉ có 13 round đấu thôi. 20 frag, 3 MVP, quái vật câu Zera comeback is real. Round thắng thứ 5 dành cho SK Gaming rồi. Và thật sự là từ nãy đến giờ những cái round thắng của SK Gaming toàn là do câu Zera rồi. Một round đấu thì câu Zera làm 3. Hai đấu làm 3 thì phải. 8-5 rồi.
Và giờ Space Soldier vẫn có thể full buy được. Bắn 3 chuối thời điểm đầu sẽ lại là một tình huống chiếm chuối cơ bản. Nết được trả ra sẽ là rất nhiều. Còn tuy nhiên Stewie có vẻ như là khôn ngoan hơn rất nhiều so với những round đấu trước rồi. Smoke được trả ra tới chỉ có pass và bây giờ thì tràn mid luôn rồi. Bây giờ thì pass bị một 7 phơ. Kalik đổi được một mạng. Kalik nằm xuống 7 câu Zera và bom xe clear. Còn rõ ràng thì Kalik đã chơi quá dại dột trong tình huống vừa rồi. Không thể tin nổi chứ. Tại sao Kalik lại bắn được một pha như vậy? Hơi khó tin. Còn rõ ràng là SK Gaming đã bắt bài được Space Soldier. Bắn 3 bom sai B ở thời điểm đầu. Và sau đó thì họ mới có cái quyết định pop flash để tràn lên khu vực middle. Nhưng vấn đề là Pat đã chết thì không sao. Nhưng Kalik thì ít nhất đổi được một người thì nên lùi về và trả đồ ra để đợi đồng đội rotate sẽ là hợp lý hơn. Nhưng vừa rồi thì rõ ràng là Kalik đã di chuyển quá là tự tin vào cái kỹ năng cá nhân của mình. Giờ thì Stewie bị hạ gục 7000. Điều mà Stewie đã biết nghìn ở trên cao. Tuy nhiên thì quả flash được trả ra tới Space Soldier nó cũng là rất khó chịu trong tình huống vừa rồi. Và tỷ số là 8-6. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với round đấu cuối cùng của lượt first half đầu tiên. Tám sáu rồi. Lần này thì Fallen sẽ lại được là người bắn ngắm. Trong khi đó thì Space Rider họ có một vài thành viên đang hơi thiếu bom mìn. Bây giờ bắn trượt rồi. Trả một nết ra. Bây giờ thì quả nết được đập ngược lại. Và quả nết được trả ra nó là đau như nhau. Bây giờ thì lại là một tiếng muốn bò mít. Bắt tham mình là hay tới thì Fur. Bây giờ thì Fur sẽ phải lùi về rồi. Trả smoke ra. Thêm một nét tới thì Fur. Bây giờ thì Fur mất cho mình ngay nửa máu rồi. Giờ thì Fur. Vâng, Fur bị áo gục bởi Pat. Lợi thế hơn người cho Space Soldier. Năm vs 4. SK Gaming đang chỉ còn thì mình có 2 quả smoke thôi. Và có vẻ như họ lại muốn có một tiếng nhảy lầu nữa hay chăng đây. Kozera đang là người đứng ở vực middle để có thể pop flash. Khi mà Kozera là người có 2 quả flash vào tình huống này, nếu Kalik không chủ động quay mặt thì sẽ là rất khó đây. Và một mạng cho Kalik rồi, bom rơi. Tiếp theo thì sao đây? Bot đổi được mạng Sandred trước khi nằm xuống bởi Kalik. Giờ đang là một tình huống 4v2, còn đó là ví dụ Kozera mid, trong khi đó thì chuối đẩy rồi. Kozera sẽ rất khó tình huống này, trong khi đó Stewie cũng không làm được quá nhiều liều ở trên khu vực apartment. Đang là những bước di chuyển. Và giờ thì câu không phải nghìn là người có mạng của Stewie. Tiếp theo thì câu Zera đổi được một mạng của Kalik. Câu Zera, vâng, double kill cho câu Zera. Chứ không thể có triple kill được trong tình huống vừa rồi. Khó thật ra thì không thể trách được câu Zera. Và tỷ số là 9-6 ở lượt good half đầu tiên dành cho SK Gaming. Trận thi đấu ngày hôm nay thật sự là một trận thi đấu mà Kozera đang bắn cực kỳ bay. Từ nãy giờ mà Kozera không bay thì có lẽ là SK Gaming có khi phải thua đến 10, 11, 14 rồi. Nó phải là tầm đấy. Rất may là Kozera đang bay. Chúng ta có thể thấy về cái số điểm frag 23-9 tới từ Kozera. Trong cái đó thì toàn bộ các player còn lại của SK. Vâng, Phơ thì 4-11. Nói chung là ông nào cũng chết liên tục và chỉ có cho mình từ 3 đến 4 mạng thôi. Trong khi đó Space Order đang có một tiếng tràn mid với những khẩu Glock. Vâng, Space Order đang chơi cái trò đó là chó đàn. Vâng, chó đàn vào A rồi. Bot có một mạng của Santalet. Fur headshot được Kalik thành công. Và giờ thì sao đây? Vâng, chưa đổi được mạng. Giờ có cố gắng đặt bom hay không? Vậy là đặt bom rồi. Giờ thì đang là một tiếng rotate về. Tiếp theo thì nghìn headshot thành công câu Zera. Đang là một tiếng 3 vs 4. Giờ thì sao đây? Major đang là key player. Và giờ thì Major bị headshot bởi Fallen rồi.
Bom vẫn chưa đạt thành công, và giờ thì Bom mới được đặt. Và giờ thì Pat, vâng, Pat đang đối đầu với cả Fallen, nhưng điều này Smoke được trả ra rồi. Và giờ thì đang muốn đẩy qua Smoke, Stewie headshot được Pat, và đó là double kill cho Stewie. Một tiếng bắn CZ75 cực kỳ hay tới từ Stewie, và tỷ số là 9-7. Round thắng thứ 7 dành cho SK Gaming. Vâng, dẫu biết rằng SK Gaming thời gian gần đây đang khá là khó khăn về mọi thứ. Vâng, không có chỗ để boot cam, nào là hết hợp đồng với SK Gaming, đủ các thể loại. Nhưng mà nói chung là SK Gaming tiền thân là Lumino City ngày xưa cũng đã có một cái bước, cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn hơn rất nhiều rồi mà họ còn vượt qua được. Thì cái vấn đề mà không có phòng để boot cam hay này nọ kia ơi, thì mình nghĩ là bây giờ SK Gaming cũng không thể đổ lỗi cho cái việc này được. Thậm chí là cái hôm qua thì mình có xem được một cái bảng thống kê, đó là các player earning, player CSGO earning, thì có tới 4 player của SK Gaming đang là những người mà có cái số tiền kiếm được từ việc bắn giải nhiều nhất. Xếp từ đầu đó là hình như là Câu này, à không phải, Taco này, Fallen này, Phơ này, và ai nhỉ? Nói chung là 4 người, nên là cái việc đó thì không thể nào mà đổ lỗi được. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trận thi đấu thôi. 9-7 dành cho Space Rider. Tuy nhiên thì bây giờ vừa bắt được Fallen, trong đó thì Nghìn bị gục bởi Phơ. Thì cũng đang là 2v2, một round đấu rất vất vả. Thì khi mà Space Rider đang full eco, mà bây giờ SK Gaming cũng đang phải tí nữa thì đái ra quần. Rất may là quả bom đã rơi. Giờ thì Phơ đang kê một góc 5 ăn 5 thua. Trong khi đó thì Santares sẽ đưa với Stewie trong tình huống này. Giờ thì Santares, Phơ đã thấy quả bom rồi, tai hại rồi. Bây giờ thì Phơ trả ra quả nếp. Bây giờ Santares mất ngay như nửa nó. Trong khi đó thì Phơ có double kill. Tiếp theo, ui, vâng, Santares lắc ra và headshot Phơ thành công. Tiếng bắn cực kỳ hay tới Santares. Nhưng có lẽ là Santares sẽ không đoán được Stewie ở trong sai. Bây giờ thì sao đây? Vâng, vậy là Stewie quyết định kết thúc thành công Santares và đem về round thắng thứ 8 cho SK Gaming. Vâng, vừa rồi SK Gaming cũng phải mất cho mình tới 4 khẩu súng trong một round đấu full eco của Space Rider. Thật sự là khó rồi. Vâng, chúng ta cùng nhìn số tiền còn lại của SK, thật sự là tai hại. Nếu họ thua round này thì mọi chuyện nó gần như sẽ là có một cái chiều hướng cực kỳ xấu cho SK. Lửa được trả ra khu vực banana rồi. Hai bom sai B ở thời điểm này, đó là vị trí của Fallen cùng với Stewie. Vẫn như thường lệ thôi, nhưng đó là Fallen vừa bị cấu máu, có vẻ như ăn một quả nết thì phải, còn mình có 68 máu thôi. Trong khi đó thì ở bom sai A, SK Gaming đang bắn cương với hai người khu vực mid nhà đen và một kê pit vẫn luôn luôn ở vị trí của bot thôi. Ông Phơ đang bách về bom sai B, có vẻ như SK Gaming muốn bắt bài những tình huống này, hay là sẽ là một tình huống đổi vị trí đây, một tình huống đổi người hay chăng. Stevie còn một smoke, Fallen còn lửa. Bây giờ thì Pop Flash đẩy ngược ra chuối rồi, tuy nhiên thì không có ai để Stevie có thể pick được những tình huống này cả. Bây giờ thì Phơ thấy người rồi, Santares sẽ đối đầu với cả Phơ cùng với Stevie trong tình huống này. Chưa ai phải nằm xuống trong tình huống đấu súng vừa rồi. Và giờ thì SK Gaming đang bách Phơ về bom sai A. Smoke được trả ra rồi. Câu Zera có mạng của bây giờ, lợi thế hơn người cho SK Gaming. Nhưng bây giờ phải bách VA nhanh, phải bách VA nhanh. Lửa được trả ra và bây giờ thì có khả năng cao sẽ là nó thắng dành cho SK thôi. Đẩy luôn qua Smoke và Phơ headshot Santares trước khi Câu Zera bị gục bởi Pat. Double kill cho Phơ. Nghìn đang cố gắng đặt bom cho điều này và cuối cùng thì Nghìn bị gục bởi Bồn. Và đó là nó thắng thứ 9 dành cho SK Gaming. Space Rider sẽ phải eco trong lần tiếp theo khi họ vừa để thua cho mình một key round khá là quan trọng. 26 frag vị trí của Câu rồi. Thật sự là Câu đang quá bay trong ngày hôm nay. Còn đây là một tình huống mà Phơ có một cái khoảng thăm minh thật sự là dị. Một tình huống mà
đẩy qua smoke và bắn headshot đối phương. Ông đang có 2 smoke và 2 flash, khả năng cao là Space Rider sẽ rớt B. Nên và lửa được trả ra rất nhiều, một mạng cho Fallen rồi. Tiếp theo thì sao? Santa Beth headshot được Fallen nhưng Stewie đổi 2 không đúng vừa rồi. Trả cả smoke ra nữa. Và giờ thì khẩu AK được giao lại cho vị trí của Nghìn. Nghìn sẽ làm gì đây? Thêm một khẩu CZ nữa, rất an toàn tới được vị trí của Nghìn. Hai vs 4, hai player còn lại của Space Rider là hai player không hề có giáp. Và bây giờ thì Nghìn đang có một bước di chuyển thật sự là khá dị khi mà SK Gaming họ đã bỏ mid ở khoảng thăm minh 50 giây. Và nếu Nghìn có một tiếng móc ngược về B được thì thật sự nó sẽ là rất tuyệt vời. Tuy nhiên thì Kozia đang kê rồi. Đây là một góc kê mà vừa lẫy thì Kozia đã có mạng của Pat. Nhưng liệu lần này thì Nghìn có rút ra được kinh nghiệm từ người đồng đội của mình hay không đây? Không được rồi, Kozia bắn quá tốt cho mình vừa rồi và headshot cho mình mạng của Nghìn. Rồi thì Major đang muốn đẩy qua quả smoke và ngay lập tức thì Stewie kết thúc round đấu với triple kill và đem về round thắng thứ 10 cho SK. Một round đấu rất tốt của Stewie. Thật ra thì cũng đen cho Stewie. Vừa sang SK Gaming cái thì SK gặp trục trặc. Nào là hết hợp đồng, nào là mọi thứ. Thành ra thì Stewie cũng không cống hiến được quá nhiều cho SK Gaming. Một key round tiếp theo cho Space Rider rồi. Đây là map pick của SK. Nhắc lại với anh em một lần nữa, bộ đôi bán bom say B vẫn đang khá cường vực chuối. Trong khi đó thì đây là một round đấu mà SK chủ động ép lên lầu A. Ui rồi, hai quả nét. Ui rồi ôi, vâng, hai quả nét rất chí mạng. Rồi Space Rider họ đã chiếm được khu vực chuối rồi. Santares đang muốn gây đột biến ở khu vực chuối trong tình huống này. Stewie vẫn đang rất lì lợm với quyết định giữ quả smoke của mình. Trong đó thì Fallen không còn bom nữa rồi và Stewie sẽ bắt buộc phải nhá cực kỳ nhiều để giữ được quả smoke này. Nếu không muốn đây là một round thua dành cho SK Gaming. Và thật sự là Space Rider họ cũng đang gặp một cái vấn đề, đó là họ không câu được bom của SK Gaming. Và giờ thì Major đang muốn cũng như đẩy qua smoke nhưng Kozia đang người cây ngắm trước với tình huống này. Bom được mang về B rồi, đang có những tín hiệu muốn bách về B dành cho Space Rider. Rồi sao đây, Stewie bị headshot bởi Nghìn rồi. Fallen sẽ trả ra một flash được điều này. Nhưng Nghìn có double kill và bom xe B clear. Một tình huống nhá lỗi thăng minh của Stewie. Và giờ thì Major có mạng của Bone thành công. Tuy nhiên thì ở City Bay còn một người, đó là Kozia. Và giờ thì Fer có mạng của Major rồi. Nhưng đây sẽ là thắng thứ 10 dành cho Space Rider. Hai bom xe B vừa rồi, rõ ràng thì Stewie đã là người sai, Stewie đã là người sai rất nhiều. Một tiếng nhá sai tham minh, một tiếng nhá không đều tay của Stewie và để cho Santares cùng với Nghìn áp sát được quá gần. Và khi cái quả smoke của Stewie được trả ra thì nó không còn quá nhiều tác dụng nữa rồi. Và tỷ số sẽ là 10 đều. Một key round rất quan trọng dành cho Space Rider. Và chúng ta cùng nhìn lại với cái số tiền của SK Gaming. Cũng không còn phải là quá nhiều nữa. Với số tiền như thế này thì SK Gaming sẽ chỉ đủ tiền để full buy ở trong round thi đấu sau thôi. Round sau sẽ là một key round dành cho SK. Một tiếng bắn theo tham minh là khá ảo của Nghìn. Ở đây là một tiếng tăng vào ăn nốt cả vị trí của Fallen. Đọc vị trí là rất tốt, não khá to. Mười đều, một key round rồi, một round đấu mà Stewie quyết định lên ngắm giáp 1 mà không có đầy đủ bom mìn sẽ khá khó bắn dành cho SK Gaming. Fallen phải giữ bom nhưng Fallen lại trả quả smoke ra từ rất sớm rồi. Fallen thật sự là không phải là một cái mẫu player hợp để bắn ở cái map thi đấu này nữa rồi.
Còn bây giờ thì hầu như là các player họ phải cải thiện khả năng giữ bom của mình hơn là rất nhiều. Bây giờ Santarez lại một lần nữa bắt được Stewie, nhưng Fallen đổi mạng rất nhanh thì cũng vừa rồi. Còn bây giờ thì Fallen đã hết sạch bom rồi và bắt buộc phải gọi người về thôi. Smoke được trả vào và Kozea sẽ trở thành phế vật trong tình huống này. Fallen có double kill rồi. Flash được trả ra tới từ Fallen. Bây giờ thì sao đây? Không nên vào trong tình huống này. Kozea cũng nhìn thành công, nhìn đã hơi cố trong tình huống vừa rồi và giờ thì bom rơi. Rất tai hại rồi. Smoke được trả vào cùng con Jackson. Spacesider có vẻ như sẽ phải bắt buộc đánh vào B trong round đấu này hay chăng? 4 vs 2. Giờ thì sao đây? Fallen bị assault bởi Kalik rồi. Bây giờ thì thí sinh tiếp theo, bot vừa của Kalik thành công. Một tình huống pre-fire Smoke là rất chuẩn thảm mình. Bây giờ thì quá khó cho Pat với một tình huống 1v3. Không còn góc, không còn bom mìn gì mấy nữa rồi. Chỉ còn một lửa rồi. Trong khi đó thì bot. Vâng, và ngay lập tức thì phờ đẩy ra kết thúc cho mình mạng của Pat. Và tỷ số là 11-10 dành cho SK Gaming. Vâng, mặc dù là SK Gaming bắn ở map thi đấu này bên phía C-side là không quá tốt, tuy nhiên thì Space Rider họ cũng bắn thật sự là tệ map này. Còn đây là một quyết định hơi khó hiểu tới từ Nghìn. Mình không hiểu Nghìn vừa rồi cầm bom và lắc ra làm cái đéo gì nữa. Hơi khó hiểu. Để ý xem NA stream của nó thức tới 1-2 giờ sáng vẫn thấy thằng bot bắn cùng. Vâng, vậy là Space Rider cũng quyết định up cố ở trong round đấu này. Không có quá nhiều bom. Trong khi đó thì SK Gaming sẽ solo B vị trí của Stewie. Quyết định set full bài bom sai A rồi. Nhưng vấn đề là Phơ đang đứng ở rất gần và Phơ sẽ nghe thấy những cái tiếng giật chốt như thế này. Đang bắn tới 4A rồi và khả năng cao là các gaming sẽ lên được cho mình tới round thắng thứ 12 rồi. Một khẩu ngắm kê trực diện và giờ thì Fallen bắn trượt rồi. Tuy nhiên thì còn đó là chi của Phơ ở đây. Fallen đang phải lùi. Bây giờ thì Phơ bị headshot bởi Kalik. Fallen chưa đổi được mạng, tuy nhiên thì câu ZA kết thúc được Santarez trước khi nằm xuống mình nghìn rồi. Và giờ thì sao đây? Bot có mạng của nghìn. Bây giờ headshot được Fallen thành công. Và giờ thì bom xe A còn đó là vị trí của bot ở dưới cục pit. Bằng 2 vs 2. Stewie bị một smoke vào rồi. Và giờ Stewie liệu có muốn đẩy qua smoke hay không đây? Stewie sẽ phải bắn theo thằng mình trong tình huống này. 40 giây. Bây giờ sẽ cố gắng tăng vào pit để giết thanh niên bot. Rồi Stewie. Và một tiếng sai thăm binh của Stewie rồi. Bây giờ Stewie nằm xuống. Bây giờ lại một lần nữa thì đó là cái tên Stewie tai hại rồi. Và bây giờ thì rất may là bot đổi được mạng bây giờ thành công. Tuy nhiên thì bot cũng chỉ còn cho mình có 27 máu thôi. Và chắc chắn là sẽ có thông tin cho Kalik trong tình huống này. Đây là một kỳ rào. Và nếu như SK cái mình để thua trong rào đấu này thì nó sẽ là rất tai hại. Stewie đang thi đấu thật sự là quá tệ trong ngày hôm nay. Nếu thua đảo này thì 100% lỗi ngày hôm nay là do Stewie. Và giờ thì Kalik bắn trượt rồi. Còn quả lửa tới thì vị trí của Kalik. Rồi thì sao đây? Kalik bot thành công và đem về làm thắng thứ 11 dành cho Space Rider. Stewie không thể tin nổi. Stewie, đây là một điều bắn quá tốt của bot ở trong khu vực pit rồi, như vậy là chưa đủ. Stewie ngày hôm nay đang sai tham mình quá nhiều. Ít nhất từ nãy đến giờ thì SK Gaming đã thua 2 round với City Side là do vị trí của Stewie rồi. Toàn là những điều sai tham mình thôi. Vâng, thật ra là từ khi mà Stewie về với SK thì mình không hiểu sao nhìn Stewie nó cứ kiểu bị bệ rạc kiểu đéo gì ấy.
trông khổ vãi cả đái ra. Vâng, vậy là SK Gaming quyết định full buy luôn. Rất chú trọng vào những quả smoke khi mà họ có tới 4 smoke. Fallen có ngắm vào giáp 1, lần này thì Fallen được di chuyển ra khu vực bomb site A. Trong khi đó Stewie với một quả smoke và hai flash của mình sẽ cố gắng giữ tham minh ở bomb site B và không cho đối phương đẩy vào. Lúc đó thì Fallen đang kê mid, nhưng hình như cái góc này là góc lộ tay thì phải. Một round đấu mà Space Rider có vẻ như là muốn đánh vào B. Một mình Kalik sẽ là người kê ở khu vực T-Bay rồi. Bây giờ thì Kalik nếu nhảy qua sẽ nhìn thấy vị trí của Fallen. Có muốn back về hay không đây? Một round đấu mà bomb site B đang rất yếu với chỉ hai khẩu lục thôi. Và Stewie một lần nữa phải... Ui rồi ôi, lại nhà lỗi rồi. Stewie nằm xuống với Santaret. Trong sai còn đó là vị trí của Kozera. Rồi thì Kozera đứng một góc này là quá xấu. Đây là một góc để chết. Và đó là double kill cho Santaret. Bây giờ thì Fallen sẽ làm được gì trong tình huống này đây? Khẩu ngắm tới từ Fallen đang là rất quan trọng. Đẩy qua lửa tới từ Fallen có phải là một quyết định khôn ngoan hay không đây? Thêm một lửa nữa. Đường về đâu? Vâng, đường về xa xôi. Khó rồi, Fallen nên chạy đi. Nên chạy đi để giữ cho mình một khẩu ngắm này. Rồi thì sao đây? Vâng, nên chạy đi, chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Chờ đợi cái gì nữa đây anh ơi? Vâng, bắt thêm được một súng của nó có để làm gì đâu. Chạy ngay đi, sếp đã bảo rồi mà không nghe. Vâng, nội ra nó bắn cho một viên AK vào mồm thì hiểu ngay bây giờ chứ lại. 12-11 nghiêng về cho Space Rider rồi. Vâng, và lại một lần nữa thì thật ra là mình cũng không muốn đục khoét quá nhiều vị trí của Stewie, nhưng thật sự là Stewie đang bắn tệ. Stewie đang bắn quá tệ trong ngày hôm nay. Mình không hề muốn động chạm vào Stewie một tí nào cả. Nhưng ngày hôm nay SK Gaming đã thua quá nhiều round do Stewie rồi. Thật sự là như vậy. Rất đáng trách. 12-11 và giờ thì SK Gaming phải có cho mình một round full eco. Ba người xếp được súng từ round đầu trước. Một smoke one way tới được Fallen. Và lại một lần nữa thì Fallen nằm xuống mình bây giờ. SK Gaming làm cái gì đây? Một tình huống một Fallen kéo off ra trước. Nhưng Fallen lại bắn trượt và để cho Major. Bây giờ tiếp theo thì Santaret headshot được Stewie với một tình huống pre-fire trong smoke. Nát rồi, nát thật sự rồi. Bây giờ thì động tay và cái khẩu ngắm này thì nó chặt tay. Nó chặt tay đây anh ơi, chạy đi. Dăm ba cái hình xăm trổ không để làm gì đâu. Bây giờ thì Pat có mạng của Kozera rồi. Một tình huống chặt tay thành công tới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, tiếp theo thì sao đây? Phơ đã nghe đến vị trí của Kalik rồi. Và giờ thì Kalik bị nằm xuống. Phơ có một AK. Tuy nhiên thì đây vẫn sẽ là đào thắng thứ 13 của Space Rider. 13-11 rồi. Vâng, hết Stewie thì lại đến Fallen. Hai bom xe B đang thi đấu rất tệ. Và đó là lý do tại sao mà mình đã nói với anh em từ đầu rồi, là SK Gaming bắn ở map thi đấu này rất tệ luôn. Không hề hay một chút nào cả. Bây giờ thì đang là một tình huống solo em. Ui rồi ôi, Santaret nó bắn vào mặt rồi. Nhưng không đủ đam. Rất may cho bot trong tình huống vừa rồi. Double kill cho Bon. Và giờ thì sao? Vâng, Nghìn đang muốn đẩy vào và bắt vào vị trí của Bon. Nhưng Bon đang trốn rất kỹ ở dưới pit. Một tình huống di chuyển khôn ngoan của Bon. Tuy nhiên thì tỷ số vẫn là 13-11 thôi. Và giờ thì round đấu quyết định của SK Gaming đây. Ngày mai thì khai mạc World Cup chứ không phải hôm nay đâu anh em. Ngày mai mà. 13-11, một kỳ round quyết định trận đấu dành cho SK đây. Vâng, và lần này thì khẩu ngắm được giao lại cho Kozera. Gần đây, thời gian gần đây thật sự là Fallen đã mất tự tin hơn rất nhiều so với thời điểm ngày xưa. Tâm lý là một thứ rất quan trọng. Bây giờ thì Kozera bắn trượt, pass headshot được Fer, cái đéo gì đây?
Thì đéo gì đây. Vâng, Fallen rất may là đổi cho mình một mạng của Santaret rồi. Thêm một flat nữa được trả ra. Rồi sao Pat có đã một kill rồi. Không thể làm những cái trò con bò với Space Rider được. Đẩy qua Smoke bao giờ không? Vừa rồi là một tình huống mà phờ. Ui rồi ôi, Kalik nó lại bắn vào mặt của Bone rồi. Bây giờ Stewie đổi được một mạng. Nhưng đây là một tình huống 1v3. Nhặt ngắm và quyết định xếp súng tới được Stewie rồi. Và đây sẽ là thằng thứ 14 của Space Rider rồi. Vâng, đầu tiên thì đó là Stewie. Sau đó đến Fallen và tiếp tục là đến Kozera. Một tình huống mà đối phương lao vào tâm của Kozera. Nhưng không hiểu vì cái lý do gì mà Kozera có thể bắn trượt được trong tình huống vừa rồi. Và khả năng cao là SK cái mình sẽ gặp tai nạn ở trên chính map pick của mình rồi. Mười bốn mười một thua liên tiếp cho mình 4 round đấu rồi, và round sau thì sẽ được cộng 3.400 đủ để có thể up cố, nhưng sẽ vẫn là yếu bom mìn dành cho SK Gaming. Toàn bộ các player của SK Gaming thật sự là họ đang gặp cái vấn đề về tâm lý thì đúng hơn, có vẻ như họ đang bị tâm lý rất nhiều rồi. Và đây chắc chắn là sẽ phải up trong round đấu này rồi. Quyết định power tactic rồi. Và quyết định của SK sẽ là gì đây? Với cái lượng tiền như thế này thì SK sẽ thi đấu như nào đây? Mình đã thấy một khẩu MP9 trên người của Stewie rồi. Có lẽ là quyết định của Stewie sẽ là bắn MP9 để có thể đầy đủ bom mìn hơn chút. Vậy là SK cái mình quyết định hard buy, kéo trận đấu về overtime khi mà họ biết rằng đang có cường OT cắt. Giờ thì Fallen có một mạng của Major rồi. Một tình huống first pick với khẩu ngắm là rất chất lượng. Bây giờ thì Fallen lùi được về. Tình huống mà Santaret đã không đổi được kịp mạng thành công. 14-11. Có một lợi thế nho nhỏ dành cho SK Gaming về người. 5-4. Tuy nhiên thì 3 bom sai A đang chỉ là những khẩu lục thôi. Phơ với một khẩu CZ. Bốt cũng là CZ. Trong khi đó thì Kozera là một khẩu Deagle. Một tình huống lên mid của Santaret. Một góc đấu cương skill của Kozera. Nhưng đây, nếu góc đấu này mà Kozera bắn trượt thì chắc chắn là Kozera sẽ nằm xuống. Chắc chắn là như vậy. 55 giây. Bách thêm một người nữa về. À, đó là Stewie. Nhưng Stewie lại đang di chuyển khá là mông lung. Một smoke được trả ra khu vực áp rồi. Bây giờ thì flash trả ra là rất nhiều. Bắt đầu tràn xuống. Bây giờ thì Kozera bắn lỗi và nằm xuống. Kalik có mạng của Bone. Vâng, vậy là bom xe A lại một lần nữa thủng. Khó rồi. Bây giờ thì sao đây? Santaret hạ gục Stewie thành công. Double kill cho Santaret. Giờ chỉ còn một mình Fallen với khẩu ngắm thôi. Fallen có mạng của Santaret. Fallen nên xếp khẩu ngắm. Round đấu sau thì chắc chắn là SK cái mình dù có eco như thế nào thì sẽ cũng không đủ tiền để lên ngắm. Nên Fallen cần phải giữ ngắm trong round đấu sau. Khẩu ngắm ở map điều Inferno này thật sự là rất quan trọng. Và giờ thì Fallen lộ vị trí rồi. Fallen sẽ bị quay trong tình huống này. Đi đâu đây? Ui rồi. Ui giời ơi, Fallen chán game rồi. Fallen không xếp súng, vẫn quyết định nhoi ra bắn nhau. Và bây giờ thì mất ngắm. 15-11 rồi. Vẫn có ngắm được drop ở đâu ra kia. Vậy là Fallen vẫn mua được ngắm với cái giáp 1 của mình. Khó rồi. Round đấu cuối cùng và map point đầu tiên dành cho Space Rider. Một lần nữa thì Fallen sẽ là người bắn ngắm ở bom site B cùng với cả Stewie. Ui dồi ôi, một quả nét vào mặt.
Bây giờ thì lửa chính Fallen sẽ bắt buộc phải lùi về như thế này thôi. Những tình huống chiếm chuối của Space Rider nó đang là rất bài bản. Bây giờ thì Fallen đang kê cương. Tuy nhiên Flash được trả ra là rất tốt. Một smoke được trả ra tới Stewie rồi. Và giờ thì hai bom say B bắt đầu hết sạch bom. Vẫn luôn luôn là vấn đề của SK Gaming. Anh em biết SK Gaming thua vì sao không? Vì không giữ được bom từ đầu đến giờ. Luôn luôn là như vậy. Luôn luôn là không giữ được bom. Bom say B 1 phút 20 giây, 1 phút 15 giây thì đúng hơn. Đã không còn bom rồi. Bây giờ thì Fer làm cái gì đây? Ông Fer sai thằng mình, Fer bị gục double kill cho mây giờ. Bây giờ thì Bayconi còn một người đó vị trí của Bon. Bây giờ thì Bon. Vâng, Bon làm gì đây? Bon nằm xuống 7000 rồi. Bây giờ thì Smoke trả ra hai bom say B thì retake bằng răng à. Bắn kiểu gì đây? Bây giờ thì Santaret có mạng, vô lần Stewie đẩy ra và Stewie đổi được một mạng nằm xuống với Santaret. Không thì tin nổi. Rõ ràng là SK Gaming đã không phù hợp với cái mid game hiện tại. Mid game hiện tại nó yêu cầu phải giữ bom, chứ không phải là ném ngay những cái thời điểm đầu. Sau một cái khoảng thời gian thụt lùi rất lâu của SK Gaming, có vẻ như là họ vẫn chưa thể nào mà hiểu ra được cái vấn đề 2-0 rồi. Một trận đi đấu hơi khó tin.